Đây là hai cây sao dầu cổ thụ đã bị chặt ngay trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngay phía trước trường Trung học phổ thông Trưng Vương. À, lại em yêu khung trời đại học, con đường duy tưng, cây dài bóng mát, buổi chiều cuốn viên, mây trời xanh ngát. Trả lại em yêu của nhạc sĩ Phạm Duy. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 11 năm 2021 ha. Và mình đang đứng ở góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, một trong những con đường đẹp nhất ở Sài Gòn, có hàng sao dầu, cây cao bóng cả. Đây các bạn, đây là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nói về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì con đường này vào thời Pháp thuộc có tên là đường số 2, và hình như Lê Duẩn là đường số 1. Năm 1871, con đường này được đổi tên là đường Tây Ninh, rồi sau đó được đổi tên nhiều lần nữa. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 thì thời Việt Nam Cộng Hòa đã đổi tên con đường này là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và may mắn, thực sự rất là may mắn, là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, người ta vẫn giữ tên con đường này là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mình thực sự rất là thích con đường này các bạn. Cùng với một số con đường có những hàng sao dầu cao và đẹp như thế này. Hôm nay mình sẽ đi bộ và kể cả đi xe nữa, từ đây đi qua sở thú, về trường Trưng Vương, rồi trường Võ Trường Toản. Lý do là như thế này các bạn. Ngày 9 tháng 10 thì một cơn mưa chiều làm bật gốc một cây sao dầu và ngã đè làm sập khoảng 3 mét tường của sở thú. Và sau đó thì người ta lên kế hoạch chặt bớt một số cây sao dầu mà người ta cho là hư, có khả năng gãy đổ. Các bạn biết đó, một cái cây mất đi thì thực sự mà nói là như là một phần ký ức mình bị mất đi vậy. Bây giờ chúng ta cùng đi ha. Bên ngoài đường xá hơi ồn chút xíu, họ đang làm công trình. Đó, các bạn thấy bên kia kìa, cầu Thủ Thiêm 2 ha. Hôm nay bầu trời Sài Gòn xám xịt các bạn, và có chút xíu gì đó xe lạnh. Xe lạnh từ tối hôm qua rồi. Nếu bầu trời trong xanh sẽ rất là đẹp. Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường duy tân, cây dài bóng mát. Rồi, đi tốc độ chậm. Xe hơi nhiều quá ha. Đây các bạn nhìn bên phía tay trái ha, trường Trung học phổ thông Trưng Vương. Đứng lại chút xíu quý. Trường Trung học phổ thông Trưng Vương, số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận Nhất. Mình có một may mắn là mình học ở trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Có rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Ta đi tiếp ha.
đây, bên phía tay trái các bạn sẽ thấy trường Võ Trường Quảng nhé. Cứ đi đi quý. Ở đây các bạn thấy là ngoài hàng sao dầu đó thì có hàng me ha. Thì trường đường Nguyễn Minh Khiêm này, đây các bạn nhìn phía tay phải, sở thú. Đi đi quý. Mình sẽ đi từ đây tới bùng binh Nguyễn Minh Khiêm luôn. Phía trước mặt các bạn sẽ là ngã giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nói về Sài Gòn thì rõ ràng là có hai hàng cây, có hai loại cây chứ, một là cây sao dầu hay là cây me, gắn liền với lại là ký ức Sài Gòn với rất nhiều thế hệ. Đây góc giao của đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và qua đây chúng ta sắp đi tới bùng binh Nguyễn Minh Khiêm. Phía trước các bạn thấy là bùng binh rồi ha, là kết thúc con đường Nguyễn Minh Khiêm. Như vậy là từ góc giao với đường Nguyễn Hữu Cảnh và nó tới đây. Trong đó đoạn đẹp nhất thì nằm ở khu vực của sở thú và trường Trưng Vương và Võ Trường Quảng. Xem một vòng quay lại Huy ơi. Đây là góc giao của Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm ha. Các bạn lưu ý nè, Nguyễn Bỉnh Khiêm bên đó là đường 2 chiều, bên đây là đường 1 chiều. Và ngay góc đường ở đây có trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bây giờ mình sẽ đi bộ nha. Ở đây chủ yếu là hàng me các bạn. Đó. Trở lại em yêu khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu, nỗi lòng cứ xa, vài giọt mưa xa hôn mềm trên má. Đây các bạn, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và hàng me. Ở đây là câu lạc bộ thể dục thể thao Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Ở đây là số 25 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ha, phường Bến Nghé, quận Nhất. Đôi khi mình vẫn tự hỏi là thời Việt Nam Cộng Hòa, rất nhiều thi sĩ và rất nhiều nhạc sĩ đã sáng tác ra rất nhiều bài thơ và bản nhạc rất là hay, gọi là những tác phẩm bất hủ. Sau ngày 30 tháng 4 1975 thì mình gần như không tìm thấy được những cái bài hát, những cái bài thơ mà có khả năng lay động lòng người và sống được với thời gian. Nói về Trả Lại Em Yêu thì cái bài nhạc đó mỗi lần mình nghe mình lại nhớ về Sài Gòn, một Sài Gòn của những thập niên 80, rồi với cô chú anh chị có thể là còn xa hơn nữa. Và đôi khi lại nhớ về Đà Lạt chút xíu vì đó, nhớ về Tây Nguyên, những buổi chiều lạnh. Bây giờ thì từ đây mình sẽ đi tiếp ha, đi bộ về đường, về góc Sở Thú à. Đường Lý Tự Trọng và đường Pasteur thì mình cũng rất là thích, có những hàng me. Hôm bữa thì mình đã quay Sở Thú rồi ha. Thực tế thì mình đã hai lần quay Sở Thú, năm 2019 và mới đây. Thì đợt mới đây mình thấy bên trong Sở Thú có rất nhiều những con công rất là đẹp. Đây chúng ta nhìn qua những mái nhà. Sài Gòn sau 1975 thì nói chung là những năm tháng này có rất nhiều những đại lộ mới. Tuy nhiên không có đại lộ nào mà cảm giác là có thể đi vào thi ca và lưu lo dấu ấn lại với thời gian. Hôm nay Sở Thú khá là đông rồi. Đi tới đây khúc này thì đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lại là đường hai chiều. Và đây đại lộ Lê Duẩn. Đây cho Việt Nam. Tiếp tục đi bộ từ Sở Thú hang.
đi chậm chậm như thế này các bạn sẽ thấy rõ con đường hơn. Ở đây thì có một số cây mới, một số cây cũ, dưới cây này cây mới nè, nhỏ. Cây này là cây cũ, lớn cao. Trời tối quá. Võ Trường Toản. Các bạn đi tới đây nè, các bạn để ý ở đây nền đất nham nhở nè, ở đây có hai cái cây bị chặt rồi, hai lỗ hổng rất là lớn. Ngay phía trước trường trung học phổ thông Trưng Vương ha, thì mình nghĩ là một khoảng thời gian sau nữa họ sẽ trồng lại cây mới. Tuy nhiên từ cây nhỏ để trở thành cây lớn là phải mất một khoảng thời gian khá là dài. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Trả lại em yêu khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu, nỗi lòng cứ xa. Sự hôm nay là ngay phía trước trường trung học phổ thông Trưng Vương các bạn, toàn bộ là xe hơi không à, xe hơi rất là nhiều luôn. Và hình như là phụ huynh đưa con cái đến làm thủ tục nhập học cái gì đó, xe hơi nhiều lắm. Loại con có đại gia không? Mình nhớ lại trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn ngày xưa mình học, những năm đó những con rất là nghèo, mà tuy nhiên là cũng có phụ huynh, nói chung là có xe hơi đưa con đến đi học. Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Trưng Vương, Marie Curie. Xe hơi quá trời xe hơi, xếp dài luôn tuốt ngoài kia. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Trang, Gia Lào.